Xin chào các bác nha. Đây có thể là tấm lim to nhất mà các bác từng thấy tại Việt Nam nhé. Hiện tại thì kho bên em đang có sẵn một tấm gỗ lim Nam Phi có kích thước cực khủng. Đó là dài 5,8 m, rộng là 2,2 m và dày là 52 phân nhá. Đối với các cây gỗ lớn thì đây là điều bình thường. Còn đối với sản phẩm mà có thể hoàn thiện thành phẩm đủ kích thước như này thì rất là ít nhá, bởi vì em thấy rằng là kích thước lớn như này thì các anh chị không chỉ có điều kiện kinh tế mà còn phải cần đến là không gian cực kỳ lớn thì mới phù hợp sử dụng, làm sao đảm bảo vừa đủ tính thẩm mỹ cũng như là công năng cho tấm chiếu cơ khủng đấy nhá. Và em cũng xin bật mí rằng là giá trị của tấm gỗ này thực sự là rất hợp lý và là giá mềm nhất trong phân khúc các loại chiếu phản gỗ nhập tại Việt Nam có cùng kích thước nha, các anh chị yên tâm ạ. Anh chị quan tâm thì nhắn tin cho em để em gửi thông tin cụ thể. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào các anh chị.